À, xin chào cả nhà, em tên Ngân, quê ở Bến Tre, cụ thể là ở Cái Mơn, ấp Bình Tây, xã Bình Thành, Chợ Lách, Bến Tre. Hôm nay em làm thêm cái video để giới thiệu với cả nhà về cái cây siro. Hôm trước thì em giới thiệu với cả nhà về cái cây siro nhỏ. Cái cây nhỏ thì có giá là 60.000 một cây. Còn hôm nay là cái cây siro thái. Cây siro thái thì nó đang có bông nè. Cái cây siro thái này thì cái trái nó to hơn so với cái cây siro thường của mình. Đây là cái trái của cây siro thái. Cái trái của nó rất là to và tròn. Đây là cái bông của cây siro thái nè. Cái bông nó thì dài. Vô đây. Cây đang có trái rất là xum xuê. Cái trái của nó thì mình có thể dùng mình để mình nấu nước uống nè. Trẻ em người lớn thì cũng thích hết, uống rất là mát, rất là thơm ngon. Ở ngoài thị trường thì mình luôn nghe lúc nào cũng có bán nước siro, nhưng thật ra là người ta chỉ làm bằng hóa chất thôi. Đây là cái cây, cái bông của cái cây siro màu trắng rất là đẹp. Ăn cái này thì bây giờ không